Ok, chào anh em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái series hướng dẫn nhanh. Và clan hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em đó là Trịnh Giang. Trịnh Giang là một clan được đánh giá, theo mình đánh giá cũng là rất là khó. Khi đoạn giai đoạn đầu khá là khó. Nhưng mà hy vọng rằng là khi xem xong cái clip hướng dẫn này thì anh em khi chơi Trịnh Giang thì có thể dễ tiếp cận hơn. Và mình sẽ cố gắng hướng dẫn anh em một cách chi tiết nhất có thể chúng ta có thể chơi được Trịnh Giang ở chế độ khó là Legendary, chế độ khó nhất đấy. Rồi bây giờ chúng ta vào đặc điểm của nhân vật Trịnh Giang. Nhân vật Trịnh Giang thì có hai đặc điểm, đó là trừ một lượt tập kết. Cái này thì mình đã giải thích ở mấy cái clip trước rồi. Đó là đại loại các bạn hiểu như là lúc quân mới đẻ ra thì tốc độ hồi quân nó sẽ nhanh hơn. Lúc quân mới đẻ ra thì nó chưa full đúng không? Đấy. Thì có cái buff này nó sẽ giúp cho cái tốc độ hồi quân lúc mới đẻ nó nhanh hơn. Vậy thôi. Còn cái 5% cộng cống nạp trong ngoại giao này, nó là clan Trịnh Giang nó có một cái chức năng đặc biệt trong ngoại giao, đó là kiểu như cậu xin đều ấy, tức là bắt bọn nó cống nạp cho mình đấy. Nếu không mình sẽ đánh nó. Đấy, thì khi nó bọn nó cống nạp thì nó sẽ được mình sẽ được búp 50% cống nạp, tức là nhiều tiền hơn ấy. Rồi đặc thù thế lực Trịnh Giang có một cột, đó là cột ác danh. Cột ác danh này tăng cho ta cái gì? Nhất tăng cho ta danh vọng. Thứ hai là tăng kinh nghiệm nhân vật. Thứ ba là tăng tốc độ hài lòng và sĩ khí. Và cái điểm này nó cũng như các clan khác thôi, nó cũng sẽ giảm cái thời gian. Đấy. Muốn cái này nó tăng đều thì chúng ta cứ đánh nhau liên tục thôi. Đó. Cột đăng danh này của Trịnh Giang không có gì đặc biệt. Nhưng mà chúng ta luôn phải duy trì đánh nhau để cho cái cột đăng danh này nó không bị giảm nhiều quá. Không mình sẽ bị trừ mấy cái này, trừ hài lòng hay lớp. Đó. Đơn vị lính thì có hai đơn vị lính đặc biệt, lính cầm dìu. Lính cầm dìu của Trịnh Giang khá mạnh. Nhưng mà mình đánh giá mình không thích dùng đạn lính này lắm. Bởi vì thứ nhất là rất đắt. Cái thứ hai nữa là nó chỉ có tác dụng bộ binh đánh nhau thôi. Dù nó có đam tốt như nào nó cũng không thể bằng ngựa được. Một cái đạo lính dìu này chắc chắn không thể nào bằng một đạo ngựa được. Thế nên là lựa chọn của mình thì vẫn là ngựa thôi. Rồi, hai công trình đặc biệt của Trịnh Giang đó là tặc tổ và cống đường. Thì hai công trình này ấy, cái tặc đồ thì chỉ có cộng cho ta về hồi quân thôi, và cái cống đường cộng cho ta thu nhập về tiền cống nạp. Hai công trình này là hai công trình ban đầu chúng ta thường là phải không xây, bởi vì nó hợp cho chúng ta về sau hơn. Bởi vì ban đầu chúng ta không có nhiều slot để chúng ta xây những cái này, bởi vì nó không cộng chúng ta được nhiều tiền. Còn thu nhập về cống nạp về tầm về sau sau thì chúng ta bắt đầu mới đánh nhau nhiều, chúng ta mới ép bọn nó cống nạp được. Về cơ bản lúc đầu chúng ta gần như là không thể ký được cái hiệp định cống nạp đâu. Thế nên những hai công trình này lúc đầu xây thì nó rất là khó, rất khó để xây được. Đó, nhân vật hiển hách có lục chính và tổng tiến. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần chơi khởi đầu, xem chúng ta nên làm gì lúc đã khởi đầu. Ok. Đấy. Đầu tiên thì chúng ta mặc đồ đã. Đó, đồ thì chỉ có 2 thế. Thiên mịa chiến vĩ. Xiao mịa thầm. Rồi, quánh vào đây luôn. Ô tô đi. Tôi đó, cho thằng Đoạn Lễ làm việc. Cái thằng Cù Cung này nó rất là cùi bắp, mà những cái độ hài lòng của nó rất là thấp, nên mình sẽ sa thải nó đi để chúng ta tăng ít tiền.
Đó. Mục tiêu của chúng ta bây giờ là sẽ đánh Trương Yên đầu tiên. Không nên xuống chiếm cái xương công cụ này, bởi vì thằng Đồng Trác nó rất hay là chui từ chỗ này đi lên, chui từ cái thành ở chỗ này đi lên trên này. Thế nên chúng ta chưa đến chiếm cái xương công cụ này. Kệ đó, mà chúng ta phi thẳng lên đánh luôn Trương Yên. Đó, quay lượt. Chiếm Trương Yên thì cũng coi như là chúng ta chiếm được cái mỏ gỗ khá là quan trọng. Cái mỏ có thể tăng cho ta về lương thực. Lúc đầu ta hơi thọt về lương thực. Thành này chắc chắn là không có ai đâu. Lục chính để là thằng lính này cho đổ lại đây đi, phí duy trì nó đắt lắm. Đó. Ở Thái Nguyên này, mình cứ xây cái này lên. Kệ nó. Qua lượt. Lúc này thằng Trương Yên nó đang ở tít bên cái chỗ làng bên cạnh kìa, nên chúng ta có thể tranh thủ chiếm luôn cái chỗ này. Đó. Auto cũng được, đánh tại cũng được, tùy các bạn. Thế trận thế giới vô nhân không biết. 不占此城乃是无礼. Chiếm được cái thành này rồi thì cho dỡ này đi. Như vậy chúng ta đã có lương thực. Có lương thực rồi thì rất là dễ chơi. Nó thằng Trương Yên nó đang ở chỗ này này. Đấy. Quân của nó cũng sẽ, mình nghĩ là quân nó sẽ đông hơn mình. Chơi. Mình cần một đạo ngựa. Ở đây chúng ta có tướng ngựa ở đây. Ok, qua lượt. Để ít tiền, tương sau còn xây nhà. Đó, chúng ta cứ phát triển tạm cầm chừng ở đây đã. Đó, xây cái này lên. Một ngư. Up này lên. Đó. Đợi thằng Trương Yên. Tranh thủ thời gian này chúng ta có thể chui xuống dưới này. Quân ở đây chắc chắn là full. Mình đánh sẽ không có cơ hội thắng. Cứ qua lửa đã.
Trịnh Giang lúc đầu khá là rất là nghèo. Chưa nghe đến. Đẹp nhất là mình sẽ đánh ở trong thành thủ. Đó. Cứ cho nó vào. Mình sẽ thủ trong thành. Một nhân. Tôi Trịnh Giang. Qua lượt. Đó, tên sau nó đến. Nó đến cho đấy. Gần đây quân là đủ để đánh rồi. Rồi quay lượt. Đó. Ok, bắt đầu trận đấu. Thủ thanh lợi lắm. Con ngựa tiền. Rồi bây giờ bước tiếp theo chính tiêu diệt hẳn Trương Yên luôn. Ngựa mộc cho Trịnh Giang cưỡi. Có đánh đêm rồi. Đó. Áp cái đấy là có đánh đêm. 13. Tiền. Rồi, phi thẳng vào đây chiếm cái này. Đó, bây giờ có tiền. Chúng ta sẽ up. Up nhà, up cửa tí đã. Up cái này lên. Đấy, áp cái này lên đi. Đó. Trương Yên hết quân rồi nên không sợ. Đó, áp cái này đi. Ba tên nữa đến. Không biết nó có đẻ kịp không. Mình đang vẫn đang có búp 10% hồi quân. Tốc độ hồi quân vẫn tạm tạm. À, xem có bắt thằng Trương Yên cống nạp được không? Không đồng ý. Đồng ý giết nó. Qua lượt. Chúng ta không chiếm cái xưởng công cụ ở chỗ Thái Nguyên thì sẽ cái tỷ lệ thằng Đồng Trác nó đến nó cắn trộm nó thấp lắm. Còn nếu ta chiếm rồi thì gần như là lúc nào nó cũng sẽ đến nó quấy phá.
phiền. Tiền cứ thế mà tăng rồi. Chỗ này có quân nhiều không? 960. Bây giờ mình muốn tiến thật nhanh lên đây. Tuần sau vào luôn. Không kịp cho nó, không cho nó đẻ. Không cho nó hồi quân. Ngoại giao chưa có gì. Giờ sao thằng này đã? Đấy, nó đẻ quân kìa. Nhưng mà nó lại là hai tướng thủy. Đó. Tập kích đêm. Xem nào. Có thành. Có thành thì auto đi. Đó. Tuyệt diệt Trương Yên. Rồi, việc Trương Yên coi như nhổ được cái ca trong mắt rồi. Đây, Trịnh Giang áp được cái skill này, bắt đầu đánh solo tướng, bắt đầu bá đạo này. Thằng này áp cái này đi. Đó, bây giờ bắt đầu mình có cái giao thương với Lưu Ngu 3.4. Tư đang có xu hướng là mình đang có xu hướng giảm cái đó, không có gì để sáu cho cái này vẫn chưa đủ, cái này mới đủ rồi. Được, lương thực thì mình có cái tỉnh này rồi, lương thực thì không thiếu, lấy này tăng ít tiền đã. Đó, để thêm một đạo nữa cho tròn. Rồi tuần sau là xuống đánh chiếm cái mỏ này. Mỏ này xong rồi đánh xuống mỏ sắt, đó là đẹp. Rồi, qua lượt. Thằng Lưu Ngưu cũng có cái tỷ lệ nó đánh mình rất cao, nhưng mà mình chưa nên đánh nó vội. Thương quét là gì đấy? Thượng đẳng. Đánh vào thằng này được, mình đang có tịnh đánh hướng đấy. Lục Chính bị thương. Tạp tập 6, kệ đó. Phong chỉ hy sinh. Qua lượt. Quyết không lưu tình. Yêu cầu đầu hàng, không đầu hàng luôn. Hào tù. Đây là chính sự của tôi và đại gia. Được cái giáo.
À được. Trung Sơn. Đó, là cái này cho tăng cái xạ kích lên. Đam xạ kích nó cho nó to. Rồi đánh vào cái mỏ sắt. Mình đang có dư một slot giao thương. Nhưng mà Hàn Phúc thì không giao thương được. Up này lên. Đấy nó bỏ sắt là đẹp. Quá lượt. À. Cho một lương thực không được. Đó, 144. Để cho nó khỏi cắn mình. Thế thì chiếm, ký được cái hiệp định đấy thì mình đang tính chiếm được cái Trung Sơn đã. Ơ à, Lục Chính lại bị thương. Bó tay. Rồi, áp cái này đi. Để lấy cái 2% hồi quân. Lấy cái này. Làm hai đạo ngựa. Combat nó mới dễ được. Cứ lấy Trung Sơn rồi tính tiếp. Quả lượt. Ăn được không nhờ? Thôi. Sang đây đi. Lấy cái mỏ sắt này hay hơn. Nó có tiền. Đó. Chưa giao thương được với ai cả. Lưu Ngu có ký được hiệp định không tội phạm, chưa ký được. Quá lượt. Đánh nhanh không thằng Cáp Cá nó lại liên minh với thằng Viên Thiệu. Lại chưa làm được quét. Chưa đến được ngay đứng ở biên giới để hồi quân. Đó, để thêm một đạo ngựa nữa. Rồi, đấy, có ngựa thì mình mới đánh nhau nó mới dễ được. Đó, khá là nghèo. Rất là nghèo thì nói thẳng ra là rất là nghèo luôn đi chứ. Chứ không còn khá là nghèo nữa. Chưa ký được hiệp thêm hiệp định giao thương nào được vai cả. Rồi, qua lượt. Trịnh Giang lúc đầu chơi nó khó là bởi vì nó rất là nghèo. Nó không có cái gì búp tiền cho mình cả. Thế nên anh em chơi thật rất là khéo. Chứ có đánh tay. À, đánh vào đây. Yêu cầu đầu hàng, không đầu hàng. Chờ tôi. Oh shit. Sai lầm. Quá là sai lầm rồi.
Quá là một sự sai lầm. Rồi bây giờ giáp danh với Viên Thiệu rồi. Không được. Viên Thiệu lúc đầu khá là mạnh. Không chấm ba. Cho nó ít tiền đi. Mình phải hòa hoãn với nó lúc đầu. Không nên mạo hiểm đánh nhau với nó. Đó. Rồi chúng ta sẽ đánh lên cao cán. Cao cán có liên quan gì đến thằng... Không, không liên quan gì cả. Cứ thế mà quất thôi. Có lượt. Liên姻便是强强联手，那就如此吧。欲成大事，万不能手下留情。 960. Quá lần. Thằng còn đánh vòng vào đây, chiếm xứ sở công cụ đẹp. Đó, quân hồi một cái. Quân hồi một cái thì mình sẽ dựng trại mình ở đây, mình hồi quân một lúc đã. Lấy thêm cái 2% hồi quân đó, cho tốc độ hồi quân cho nó nhanh. 22% hồi quân một lúc đã. Lúc này Đồng Trác có thể hòa bình được không? 20 cao quá. Cứ bình tĩnh phát triển kinh tế thì đã. Xem nào, Viên Thiệu là đang tăng, Hàn Phúc đang tăng, ok. Cao Cán vẫn chưa có hiệp định đồng minh với ai cả. Viên Thiệu thì đã đồng minh với Trương Dương và Y Kiện Lê Đình rồi. Nên có lẽ tuần sau mình phải đánh nhau luôn. Không nói kết nạp thằng Cao Cán này vào liên minh là phiền đấy. Ok, qua lượt. Hồi thêm tin nữa nhỉ. Yeah. Cho nó thân đời để up mấy cái mỏ lên kiếm tiền. Chưa ký trên được cái hiệp định giao thương nào. Qua lượt tiếp. Bây giờ chỉ cầu mong là thằng Viên Thiệu và thằng Hàn Phúc nó bình tĩnh, nó chưa đánh mình vội.
Ôi xong. Có xin được vào liên minh của thằng Viên Thiệu không nhỉ? Ô, xin được này, ngon. Ok, thế là mình vào được liên minh của thằng Viên Thiệu rồi. Thế thì thằng Trương Dương này đánh thằng Cao Cán này, mình vẫn sẽ được hưởng. Ok, thế thì mình sẽ chui. Mình sẽ chui. Cứ đứng đây phòng để xem tình hình bọn nó đánh nhau nhỉ đã. Thơm vãi. Và được liên minh của thằng Viên Thuận Viên Thiệu rồi thì cuộc sống nó sẽ rất đơn giản. À, ký tạm thời ký những hòa ước với mấy cái thằng lơm rơm xung quanh đây. Lưu Bị và Lưu Đại sẽ thích. Ok. À, qua lượt. Từ chối. Đó. Xong rồi mình sẽ chui ra kia, mình chiếm hết cái khu vực sau phía trong này. Ok, nó chiếm được. Đó. Web bây giờ bắt mình đánh Viên Thiệu nhưng mà cứ từ từ đã. Bây giờ mình sẽ lên đây mình chiếm cái thưởng tài nguyên này đã. Bình tĩnh thôi. Hàn Phúc đó, ký hiệp định được giao thương của nó. Rồi. Cứ bình tĩnh thôi. Như vậy là chúng ta sẽ rất yên ổn để phát triển này. Chắc định đánh ai đây? Kệ nó. Từ chối. Còn ý kiện Lê Đình này nó có đánh nhau với Đồng Trác không? Có. Hòa với Đồng Trác được này. Nhưng mà không cần phải hòa. Mình đang muốn... Không cần phải hòa, mình đang muốn chiếm nhà Hán ở đây, không thể hòa được. Được, đánh Hoàng Thiệu thì đánh Hoàng Thiệu, chả mất gì. Mà đồng ý thì nó lại tăng thiện cảm với hai thằng. Đó, ký được cái hiệp định. Ký được cái hiệp định giao thương với thằng Viên Thiệu rất là quan trọng. Thôi đi vào luôn đi. 11.
Thêm một phát nữa xem có giao thương được với ai. Chưa giao thương được với ai cả. Công tôn tục. Trịnh Viêm. Không có gì hot. Thái Nguyên hấp mỏi lên. Có quả lượt. Hả? Chiếm cái mỏ này. Rồi bây giờ chui sang chiếm Tây Hà hoặc là chiếm thẳng vào đây. Chiếm Tây Hà trước đã. Đó, cuộc sống bắt đầu dễ thở rồi đấy. Qua lượt. Trận đấu không thể giải quyết tất cả vấn đề. Như bạn mong muốn. Up lên. Chưa có gì hot. Chưa có gì hot cả. Qua lượt. Hàn Phúc gia nhập liên quân. Chấp nhận. Tôi phong tôn trọng quyết định. Mình phải chiếm được cái Tây Hà, bởi vì cái Tây Hà này nó có cái cảng cá, nó sẽ giúp cho mình ký được các hiệp định giao thương trên biển. Đó, phí hết tốc lực xuống đấy đi. Độc tập. Không có gì hot. Độc trác này nếu ký bị giao thương của nó thì có thể cưới được lão bố không. Cưới thì cưới được đấy, nhưng mà 19 thì vẫn còn đang cao. Để chiếm xong cái này đã. Chiếm xong cái này đã rồi mới giảng hòa với nó. Chứ không không chiếm được. 11. Đó, cứ qua lửa đã. Chúng ta sẽ hợp tác với nhau.
bọn nó đều đồng ý hết, mỗi mình thằng viên thuật nó ghét mình. Nó không chịu vào. Chưa tin nữa. Lý Nho này, có mấy thằng có át riêng thì cứ tuyển vào thôi. Rồi, cứ quan lửa đã. Đồng viên thiệu đánh xa đấy. Đánh luôn với Tào Tháo luôn. Được. Rồi, chiếm cái này đi. Chiếm cái này thì mình mới có thể giao thương được. Khổng Dung, đó, chỉ được luôn với Khổng Dung. Ok. Rồi bây giờ mình hòa bình với đồng Trác. 13. Mình đồng ý. Thế này là bố 8 chấm. Chấm 3 luôn. Đó. Ngồi từ từ đã. Bây giờ nếu mà cho nó thế thì con kết hôn 2000. Có lẽ là được đấy. Mình đang chưa có chức vụ gì cả. Hòa bình đi. Chưa có chức vụ gì cả. Cho nó mấy cái quần đội này đi. Thì đang còn là 4 chấm. 2 lương thực được không? Không được. Thôi cho nó cái nốt cái dao đi. Tiếc cầm đếch kì. Rồi. Thế là mình có lữ bố trong tay. Đó. Không luôn. Tuyệt vời. Đó. Áp dụng. Để cho nó cưới với Trịnh Giang. À, nó cưới Trịnh Giang rồi. Bây giờ cho nó làm người chỉ kế vị đi. Bắt buộc cho nó kế vị. Không nó đi mất. Nhưng mà nó kế vị xong ấy thì Lục Chính lại là người bị tụt về không. Đó. Rất là khốn nạn ở chỗ này. Không thể nào tăng lên được. Không chấm. Thế nên mình rất có khả năng bị mất đi Lục Chính. Lý Nho. Mất Lục Chính thì mình có Lý Nho. Đấy là cái phải đánh đổi. Nhưng chúng ta có muốn là bố.
Hay da. Bộ này thấp quá nhỉ. Soạn lễ này. Miễn trước đi. Lục chính gần như là sẽ mất rồi. Không có cách gì để tăng lên. Nó đang bị làm sao ấy? Âm 91 và âm 31, à dương 31 kìa. Up kiểu gì nó cũng sẽ đi thôi. Còn lý nho thì may ra còn vứt vác được này. 59 và 53. Đó. Nếu mình sa thải. Trừ 5 linh phổ. Bây giờ sa thải rồi, chịu rồi. Đó, sa thải nó đi. Thằng này cho về vườn. Đổi cái đạo quân lại. Để lý nho ra. Là bố cần 12.000 tiền á. Chết từ rồi. 6. Được rồi, cứ tạm thế đã. Chúng ta là khá là thọt về tiền. Đó, qua lượt. Hey à, Lưu Bị gia nhập ok thôi, nhưng nó không thể. Nó ghét mình nên nó không vào. Cả hai người đứng đầu gia tộc là đều không có cái skin mềm dẻo để chưa áp dụng cái skin mềm dẻo. Không được, mình vừa từ chối xong. Thế nên là đẻ tướng rất là đắt. Đến mà mã chưa thể lên được à. 81. Này vậy làm nào. Này mất 8k cơ. Không chiêu mộ là bố thì chiêu mộ một thằng khác cũng được. Nhưng mà nó nên là có ngựa. Sáu. Hấp cái lên cho nó an toàn đi. Đó. Có lượt. Ai là. Bỏ này ra 8 chấm à. Từ chối. Oh shit, vẫn bị trục xuất. Bắt đầu có biến rồi đấy. Xin lại được không nhỉ?
ký một cái hiệp định với Viên Thiệu đi. Tùy thế cho nó an toàn. Hàn Phúc cũng thế. Tùy tiếp với thằng này. Bây giờ xin vào liên minh được không? Damn it, không được. Ai kiện đình lại kêu tiếp này. Trương Dương ký luôn này. Ký. Bây giờ xin vào liên minh được không? Chưa được. Được rồi, cứ bình tĩnh. 5k. Mình đang muốn tích tiền để chiếm cái Tây Hải. Hai tin nữa. Ok, có lẽ là cái video hướng dẫn nhanh ở Trịnh Giang ở đây mình sẽ dừng ở đây. Về cơ bản thì vì thế trận nó cũng khá là dễ rồi. Bây giờ chủ yếu là phát triển một chút rồi mình sẽ cố gắng đánh sang Công Tôn Toản và Lưu Ngu. Đấy, một trong hai thằng đấy để mình chiếm cái khu vực này. Đó, cái khu vực phía trên. Đó, xong rồi mình sẽ đánh xuống. Thì với các bạn Trịnh Giang thì nói chung bước khởi đầu các bạn nói chung mà cứ diệt thằng Trương Yên trước. Đấy, xong rồi tùy tình hình thì các bạn ấy sau. Thế đấy. Rồi, anh em mà xem thấy hay thì hãy subscribe và để lại comment nếu anh em có thắc mắc bất kỳ điều gì mình sẽ giải đáp. Ok, hẹn anh em ở những series hướng dẫn nhanh sau. Xin chào và hẹn gặp lại.